từ tạp hóa thủy sinh. Thì mình vừa thay xong men Vivit 2 vào cái con Vivit 1 này. Tại vì Vivit 1 hiện tại thì hãng nó ngừng sản xuất rồi, và mạch cho nó mình hãng cũng không sản xuất nữa, nên bắt buộc mình phải lấy cái mạch của Vivit 2 gắn cho Vivit 1. Mình thay xong rồi mình sẽ test lại cho các bạn xem. Ấn điện kìa. Đây là nó nhận ra Vivit 2 nha. Vivit 2. Đây. Đây điều khiển giống Vivit 2 luôn. Màu đỏ nè. Màu xanh lá nè. Xanh dương. Các chức năng sử dụng như Vivit 2 luôn. Vivit 1 điều khiển Vivit 2. Thì bản chất Vivit 2 thì nó cũng sử dụng bóng led y chang vậy thôi, nó thay đổi ngoại hình và cái mặt điều khiển lại. Thì bây giờ có thể nói là cái Vivit 1 này thành Vivit 2 luôn. Hai quạt đều quay ha. Thì cái chi phí để làm cho Vivit 1 nó sẽ cao hơn Vivit 2 tại vì nó nhiều công đoạn hơn. Mình sẽ đóng gói và gửi lại cho khách.